Là hải sản khổng lồ, bây giờ tới sườn khổng lồ. Làm cái quán gì mà thật sự nãy giờ đi mỏi chân nha, quá bực mình đi. Một cái quán mình gợi ý cho các bạn khi đến Đà Lạt đó chính là tiệm gà Túc Túc. Cái điểm trừ đầu tiên của cái quán này mọi người biết không là cái gì? Đó chính là cái đường đi xuống thì nó sẽ hơi cao xíu, sợ xíu. Đầu tiên về không gian á, sẽ có hai khu vực, một khu vực ngoài trời, một khu vực trong nhà. Bạn ở đây phải nói rất rất nhiều luôn. Đây là không gian mà mình ăn nè mọi người, rất là nhiều món mà hôm nay mình kêu chắc là 7-8 món gì đó. Đầu tiên sẽ là món trứng non chế đỏ nha, là ăn với salad dâu béo, thơm tỏi, đậm đà, dấu chung vừa phải thôi. Đây là cái mâm hải sản khổng lồ nha, 349.000. Trong này thì bao gồm nè, mật ống, bạch tuộc, hàu 3 con, tôm 3 con, cà pháo, dưa leo. Mình thấy là nước sốt này rất đậm đà, ăn không cũng được mà không cần phải chấm đâu, nói thật. Tươi, ngon. Nãy là hải sản khổng lồ, bây giờ tới sườn khổng lồ. Trời ơi, nó bự. Đây, thịt xé là ra liền luôn nha. Muốn ăn ngon hơn cái món này phải chấm với muối xanh. Muối xanh đây người ta để sẵn trên bàn. Tại sao người ta để nhiều vậy? Tại vì ở đây muối xanh người ta ăn rất là hao, ăn rất là nhiều. Với mình muốn ăn cái món này ngon thì mọi người khi mà ăn một cái miếng thịt như này, có sao nó người cắn miếng. Ok, tiếp theo sẽ là món gà nướng sốt tiêu xanh nha. Thì một cái phần này bao gồm một cái combo là một cái dĩa salad, hai ổi mì, có mấy cái bao tay để cho mọi người xé gà này. Nếu mà mọi người không muốn xé thì nhờ bạn nhân viên thì bạn sẽ hỗ trợ luôn. Thịt mềm lắm, giả thịt luôn nè, ăn không. Đây có rất là nhiều lá chanh, mà khi ăn chúng lá chanh nó làm cho cái miếng gà cực kỳ thơm. Đây mỗi con gà mình thấy là 3-4 đứa ăn là no luôn, chứ đừng nói kêu món khác nha. Đây là hai cái phần đầu nướng mà mình gọi, một cái là bò nướng trứng muối, cái hai là sườn cừu nha. Này miếng thịt nó dày lắm nha, cái này miếng thịt rất là dày luôn. Thịt bò thì mềm em không nói, cái trứng muối á nó béo rồi, nhưng với mình thì nó cần thêm trứng muối nữa để cho nó mặn hơn, nó đậm đà hơn xíu. Ngoài ăn những món này, nếu chưa no thì mọi người có thể kêu thêm một cái nồi lẩu gà lá é ăn nha. Thời tiết lạnh lạnh như này ăn một cái lẩu gà lá é là quá hợp lý. Rất là sáng nha mọi người, nó mát mẻ, nó rất là thoáng. Gốc này cũng rất là chiêu nè, mình sẽ ngồi thử. Ai, hơi lửa nữa đằng. Hay là ăn ở đây kiểu ngồi, ủa nãy ngồi trên bàn. Trời ơi, chắc là cùng với crush hả, người yêu. Đây người yêu ngồi đây, nhưng mà mình không có. Đây là một trong những khu vực mình thấy là đẹp và chỉnh chu nhất cái quán này. Rất là chill. Đấy, gót miếng trà vô. Có trà không vậy ta? Có. Nước mưa hả? Làm cái quán gì mà thật sự nãy giờ đi mỏi chân nha, quá bực mình đi. Cái cổng này hơi sến xíu thôi, nhưng mà mình thấy nó xinh. Nó xinh kiểu sến. Này tổ chức đám cưới được nè. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đến khu vực cuối cùng nha. Chỉ có duy nhất cái chỗ này là nó được lót gỗ dưới đây nè.